Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Donald Trump lại dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại chia sẻ về khả năng cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, mặc dù cuộc gặp giữa lãnh đạo ngoại giao hai nước mới diễn ra cách đó một ngày tại Hawaii. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang tweet của ông rằng ông Lightis không có lỗi gì khi phát biểu ở Hạ viện vì có lẽ tôi đã không nêu rõ quan điểm. Nhưng đương nhiên là Hoa Kỳ vẫn giữ một phương án chính trị, đó là cắt đứt mọi quan hệ với Trung Quốc với nhiều điều kiện. Đây là hình ảnh màn hình chụp bài tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 18 tháng 6 năm 2020. Bản tweet của ông Trump đã được đưa ra trong bối cảnh đại diện thương mại Mỹ Robert phát biểu trước Hạ viện rằng ông không thấy việc tách rời nền kinh tế Mỹ với Trung Quốc là phương án khả thi. Trong phiên chất vấn ở Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ, khi được hỏi về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đại diện thương mại Mỹ đã nói rằng vấn đề tách rời nền kinh tế Mỹ với Trung Quốc là vấn đề rất phức tạp. Ông mong đợi sẽ chứng kiến có thêm các chuỗi cung ứng chuyển về Mỹ vì những thay đổi về thuế và quy tắc hành chính, nhưng đồng thời lưu ý thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ mang đến những thay đổi tích cực đáng kể và khiến Trung Quốc tăng mua hàng hóa, dịch vụ của Mỹ. Là người đã thương lượng thỏa thuận thương mại mà hai nước đã ký kết vào tháng 1 năm 2020, ông Light đã tỏ ra lạc quan và khẳng định rằng Trung Quốc sẽ làm theo đúng các cam kết, nhất là việc mua rất nhiều nông sản của Mỹ. Vào giữa tháng 5 năm 2020, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng dọa sẽ cắt đứt mọi giao bang với Bắc Kinh và tuyên bố không muốn có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nữa. Trước đó chỉ một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng cuộc họp này đã không đủ để làm dịu căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này. Đây là hình ảnh cuộc gặp gỡ kín giữa ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Dương Khiết Trì tại căn cứ không quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, Hawaii vào ngày 16-17 tháng 6 năm 2020. Theo truyền thông quốc tế cho biết, cuộc hội đàm giữa ông Mike Pompeo và ông Dương Khiết Trì trên thực tế đã bắt đầu từ tối 16 tháng 6 và đã tiếp đến diễn sang ngày 17 tháng 6 trong gần 7 tiếng đồng hồ. Một dấu hiệu cho thấy hai bên không giải tỏa được các bất đồng. Điều này cũng có thể hiện qua các thông cáo ngắn gọn được công bố sau cuộc họp. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 18 tháng 6 đã đưa tin ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc họp kéo dài 2 ngày. Trong một bản thông báo chính thức chỉ có một đoạn trong toàn văn 150 chữ, Trung Quốc đưa tin về kết quả của cuộc họp với ngôn từ ngoại giao quen thuộc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc để ám chỉ rằng cuộc họp không đạt được kết quả rõ ràng nào và sự bất đồng nghiêm trọng đạt đến mức ai nói người nấy nghe. Và toàn văn thông báo của Trung Quốc được miêu tả và diễn đạt như sau. Trong các ngày từ 16 đến 17 tháng 6 giờ địa phương, Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đã nhận lời tham dự một cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Hawaii. Hai bên đã trao đổi quan điểm sâu sắc về quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đã nói rõ lập trường của nhau và cho rằng đây là một cuộc đối thoại có tính xây dựng. Hai bên đồng ý hành động để thực hiện nghiêm túc sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đạt được. Cả hai bên đồng ý tiếp tục duy trì tiếp xúc và liên lạc. Trang tin đa chiều thì phân tích, thực sự chỉ có ba cụm từ then chốt trong bản thông báo chính thức này là trao đổi ý kiến sâu sắc, ý nghĩa đằng sau là tranh cãi rất kịch liệt. Hai bên đã nói rõ lập trường của nhau, nghĩa là hai bên đã nói những điều của họ gần như trong suốt quá trình mà không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào. Cụm từ tích cực duy nhất có thể là đây là một cuộc gặp đối thoại mang tính chất xây dựng, nhưng là sự miêu tả về cuộc tiếp xúc ngầm nói rằng nội dung của cuộc nói chuyện là không có sự đồng thuận, vì vậy có thể phải tiếp tục duy trì tiếp xúc và liên lạc. Sau đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã tiết lộ nội dung của các cuộc đàm phán. Những gì ông Triệu phát biểu càng phản ánh sự bế tắc của cuộc gặp hiếm hoi giữa Mike Pompeo và Dương Khiết Trì. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Theo ông Triệu Lập Kiên, ông Dương Khiết Trì trong cuộc đối thoại đã làm rõ về thái độ cơ bản của Trung Quốc đối với sự phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ,
và lập trường về các vấn đề nhạy cảm quan trọng như Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương. Về quan hệ với Trung và Mỹ, Dương Khiết Trì nói rằng sẽ bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền và lợi ích phát triển. Về vấn đề Đài Loan, ông yêu cầu Hoa Kỳ xử lý thận trọng và ổn thỏa các vấn đề liên quan đến Đài Loan và cảnh báo Hoa Kỳ chấm dứt can dự vào vấn đề nội bộ liên quan đến Hồng Kông dưới mọi hình thức. Cuối cùng, ông cũng bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ với việc Mỹ ký đạo luật chính sách nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ trong vấn đề liên quan đến Tân Cương. Điều đặc biệt là Triệu Lập Kiên không nói bất kỳ phản hồi nào từ ông Pompeo trong suốt quá trình họp báo. Về phía Mỹ, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 18 tháng 6 đã nói Mỹ đã thất vọng với thái độ của Trung Quốc trong cuộc gặp này. Theo trang web tiếng Trung, Deutsche Welle, tức là tiếng nói nước Đức, vào ngày 19 tháng 6, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stevens nói rằng Trung Quốc không thực sự chân thành trong cuộc họp kín này. Ông Stevens không muốn nói cụ thể về các vấn đề gây tranh cãi được thảo luận ở Hawaii, nhưng ông nói rằng những vấn đề này đều xoay quanh sự bất bình lâu dài của Mỹ đối với hành vi của Trung Quốc. Những vấn đề này bao gồm như sau: phản ứng của Trung Quốc đối với sự bùng phát của dịch bệnh do virus corona chủng mới, nhân quyền, chính sách của Trung Quốc tại Hồng Kông, tính chất xâm lược ngày càng gia tăng của Trung Quốc và các hành động mới đây của Trung Quốc trên biên giới với Ấn Độ. Đây là hình ảnh trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ David Stever. Ông Stever cũng nói rằng Ngoại trưởng Pompeo đã nói rõ với Trung Quốc rằng mối quan hệ giữa hai bên cần phải càng cùng có lợi hơn và đề nghị thế giới hãy quan sát hành động của Bắc Kinh trong vài tuần tới để xem họ có hiểu thông điệp này hay không. Trong vấn đề về đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông Stever nói ông Pompeo đã nhấn mạnh rằng Mỹ rất coi trọng việc Trung Quốc mở tất cả các cơ sở dữ liệu và thông tin để hiểu về dịch bệnh bắt nguồn từ Vũ Hán này. Ông Stever nói, chúng tôi kiên trì yêu cầu Trung Quốc tiết lộ tất cả thông tin mà họ biết về dịch bệnh đã bắt đầu như thế nào. Ông Mike Pompeo cũng nhắc lại việc với Trung Quốc rằng Tổng thống Donald Trump không sẵn sàng tiếp tục duy trì một hiệp nghị về giải trừ hạt nhân quan trọng với Nga đã hết hạn, trừ khi Trung Quốc cũng tham gia đàm phán lại. Và cho đến nay thì Trung Quốc vẫn luôn từ chối tham gia. Ông Stever nói tiếp, chúng tôi đang tích cực tìm kiếm cơ hội tham gia các cuộc đàm phán cấp cao về vũ khí. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán này để ngăn chặn kết quả đáng tiếc. Ông nói, trong tất cả những vấn đề này, Trung Quốc không thể nói là thực sự thành thật với nhau. Ông có ý kiến khác với sự mô tả của cặp này của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói phía Trung Quốc rất phiến diện, khắt khe và không thực tế. Stever cũng chỉ ra rằng việc tổ chức cuộc họp này là để giúp cho Trung Quốc hiểu rằng hành động của họ là phản tác dụng và họ cần đánh giá lại hướng đi của mình. Vài giờ sau cuộc họp giữa ông Pompeo và ông Dương Khiết Trì, Bắc Kinh đã bất ngờ thông báo rằng cơ quan lập pháp nước này đã tiến hành thảo luận kỹ lưỡng về luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Đây là hình ảnh người biểu tình Hồng Kông phản đối dự luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Theo thông báo, luật an ninh mới sẽ trừng phạt 4 loại hành vi tại Hồng Kông bao gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Chế độ Trung Quốc cũng như các quan chức thân Bắc Kinh tại Hồng Kông trước đó đã liệt các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và những người biểu tình tại hòn đảo này là các cá nhân thông đồng với các thế lực nước ngoài và bên ngoài. Và nhiều người dân Hồng Kông cũng lo ngại rằng luật an ninh mới sẽ cho phép Bắc Kinh đàn áp những người bất đồng chính kiến. Kỳ lạ ở chỗ, Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông Theresa Cheng đã được báo giới hỏi về động thái của Bắc Kinh vào hôm 18 tháng 6, thì bà nói rằng bà không biết gì về nội dung bản dự thảo về luật an ninh mới. Sau đó, bà từ chối bình luận về hành vi vi phạm tội thông đồng với các lực lượng ở nước ngoài và bên ngoài. Về phía Mỹ, hai ngày sau cuộc gặp ở Hawaii, Ngoại trưởng Mỹ đã gọi Trung Quốc là quốc gia bất hảo trong bài viết công khai. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên vào ngày 19 tháng 6, sau khi gặp ông Dương Khiết Trì tại Hawaii hai ngày trước, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc tại một diễn đàn được tổ chức trực tuyến. Ông Pompeo đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia châu Âu rằng họ sẽ không có lựa chọn nào khác là đánh mất nền dân chủ của họ nếu hợp tác với Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm, cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì không làm thay đổi được quan điểm cứng rắn của ông với Trung Quốc, nước mà ông Pompeo gọi là nước quốc gia bất hảo trên trường quốc tế.
Ngoại trưởng Pompeo cũng kêu gọi các nước châu Âu cấm các thương vụ hợp tác với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Ông cáo buộc Huawei là vũ khí của Bắc Kinh và cho rằng Trung Quốc tấn công chủ quyền một cách trắng trợn thông qua các khoản đầu tư vào dự án cảng ở Hy Lạp và Tây Ban Nha. Ngoại trưởng Pompeo cũng cho rằng những thách thức của Trung Quốc đặt ra đã xuất hiện ở khắp nơi và ông kêu gọi mọi khoản đầu tư từ các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc cần phải được xem xét cẩn trọng. Và trong bài phát biểu, ông Pompeo cũng tiếp tục đưa ra những quan điểm cứng rắn với Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề như cách ứng phó với viêm phổi Vũ Hán, tình hình dự luật an ninh Hồng Kông. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang vướng vào một scandal khi cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong một cuốn sách sắp ra mắt bạn đọc vào thứ ba tuần tới đã tố cáo ông Trump đã nhờ sự giúp đỡ của Bắc Kinh để được bầu lại vào tháng 11 năm 2020. Cựu cố vấn Nhà Trắng ngoài ra còn cho biết Tổng thống Mỹ đã khuyến khích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục xây dựng các trại tập trung người Duy Ngô Nhĩ và như thế để bác bỏ các cáo buộc của ông Bolton về hồ sơ của người Duy Ngô Nhĩ vào hôm 17 tháng 6. Tổng thống Mỹ đã ký ban hành một đạo luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc giam giữ hàng loạt những người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo. Luật này đã được Hạ viện của Mỹ thông qua vào hôm 27 tháng 5 với đa số áp đảo sau khi đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ trước đó mấy ngày. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020 với bản tin Tổng thống Donald Trump lại dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de